tâm và khi trở thành một người đệ tử, một người con trời. Đến bây giờ anh thấy rằng ở trong những người đệ tử của anh, những người con trời anh, điều gì họ thay đổi nhiều nhất từ khi họ được biết và đến với anh? Lúc xưa chồng nói một câu nó đáp lại hai câu, bây giờ chẳng những không đáp lại không là hay gây lộn, mà còn mỗi tuần phải tốn 40 đồng cho hộ bác phải đi Victory Secret mua đồ về và nấu cơm ngon cho chồng em, gia đình hạnh phúc đó mấy chị đó, vợ tài lúc nào hạnh phúc không biết nè không sao tất cả họ thiên 5-7 nghìn lúc nào cũng nghe lời hết. Tại vì đàn ông mình thích lạ không thì ở nhà biểu diễn cho nó coi đi khỏi ra đường, tức là hạnh phúc mới tu được. Tức là đời sống trên thiên đàng chúng ta rất là vui sướng, không có khổ chết. Rồi xuống đây á thì mình phải sướng ở đây thì mình mới về trời được, còn mình mà chối bỏ những cái khổ của mình á mình không có được về, đó là sự thật, không phải là việc dạy để mà hư hay gì đâu. Mình phải chấp nhận cái đời sống này, mình thôn nó từ khổ thành sướng thì từ đó mình mới sướng được. Chứ còn mình chối bỏ tức là mình chốt chạy thì thôi dưới này hoài luôn, mình không có chối bỏ thì mình mới được về, đó là vậy.